Rồi, rồi. Còn sẵn sàng chưa? Tớ chém lực này nữa, tớ thắng luôn à. Ok. Rồi chưa? Rồi, tung nha. Tung đi. 1, 2, 3 này. Nope. Chị gì đang xảy ra vậy? Đúng rồi. Trời ơi. Tự nhiên chém cho bạn cái gì? Ê. Nè, để tớ thể hiện lời su hào. Coi ai nhiều điểm hơn nha. Ok. Vô. Nhìn nè. Rồi cậu đi đi. Wow. 6 điểm. Lên lên lên. Cái này dễ mà. Dễ mà, có lựu đạn rồi đó, chém chứ lựu đạn là nổ quan trọng luôn á. Cái này chém cộng điểm á. Để lưu hả? Đúng rồi. Ồ, 322 điểm nè. Bây giờ tới lượt tới nè, nó sẽ vượt điểm cầu cho mọi coi. À. Đây, xem nha. Chiu. Chiu. Wow 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 wow. Chiu chiu. Chiu 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 chiu. Ôi, mày quá. Chiu 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 chiu. Ôi, sao ra nhiều thế nhỉ? Dữ vậy? Ôi, nhiều chưa, nhiều chưa? Đó. Wow. Wow. Không biết được bao nhiêu điểm đây. Xem nào. Công nhận cái trò này chơi hay thiệt á. Ờ, ước gì có ngoài đời thật nha. Có ngoài đời thật nhưng mà phải có kiếm mới chơi được. À, vậy thì chiều nay tớ mua kiếm rồi tụi mình cùng chơi. Còn tớ, tớ sẽ chế một cây kiếm quá. Ờ, được á. Vậy hẹn cậu 5 giờ chiều nay tại sân thượng nha. Ok. Ừ. Ở đây á, thì mình thấy có một bụi tre rất là to nè. Bây giờ mình sẽ cưa một cây để làm kiếm nha mấy bạn. Như vậy là mình đã cưa xong tre rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ đem về nhà để chế kiếm nha. Bây giờ mình sẽ chẻ tre ra làm hai để chút kiếm nha. Thế là mình đã chút kiếm xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cố định tay cầm bằng băng keo nha. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng keo chôm để cố định tay cầm của kiếm. Bây giờ mình sẽ quấn băng keo màu lên cho đẹp nha các bạn. Ta-da! Thế là mình đã chế xong cây kiếm bằng tre rồi nè. Bây giờ mình sẽ ra chỗ hẹn để gặp Su Hào thôi. Sau này hẹn mình vài giờ này chưa tới rồi ta? Tới tới rồi này Su Hào ơi. Sao kiếm của cậu đâu? Đây kiếm của tớ đây nè. Wow. Còn kiếm của cậu đâu? Đây kiếm của mình đây. Kiếm của cậu là tự chế hả? Đúng rồi, kiếm này tới tự chế á, làm bằng tre đó nha. Ở dưới này tới quấn băng keo màu để làm tay cầm nè, cầm vô cho đỡ đau á. Nhìn còn đẹp đó. Còn kiếm của cậu thì sao Su Hào? Kiếm của tớ là kiếm ánh sáng đó nha, có pin có đèn luôn đó. Này cậu xem nè. Cái này là mình chưa bật đèn đâu nha. Bây giờ nó sẽ bật đèn cho cậu xem nè. Cậu âm thanh rồi nè. Sống động thiệt. Ngầu dưới Su Hào. Ghê không? Cái kiếm của tớ là mô phỏng theo kiếm Nhật Bản đó nha, của Samurai đó. Và ở đây á thì người ta đã bọc một lớp nhựa nè. Cái này á bên trong có đèn luôn nha. Có rất là nhiều màu luôn này. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu đỏ nè. Và công tắc thì nằm ở đây nha. Ủa mà cái chỗ lắp pin cho kiếm của cậu nằm ở đâu vậy Su Hào? Đây, chỗ lắp pin của tớ nằm ở dưới tay cầm nè. Tớ mở ra nha. Mở đi. Đây, trong này là sẽ có 3 cục pin nha. À, tới 3 cục pin lận hả? Ừ, đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái gì với thanh kiếm này đây Su Hào? Bây giờ mình chém trái cây đi. Mà mình có trái cây đâu mà chém. Mình sẽ chém bóng thay cho trái cây. Tớ chuẩn bị bóng đây rồi nè. Chơi thôi. Đi. Tớ nào không rồi. Bây giờ tớ sẽ thử chém bằng kiếm gỗ đó nha. Ok. Rồi, nào mình tóm nào. 1, 2, 3. Ngầu chưa? Uy lực luôn á. Bây giờ tới lượt tớ nè. Cậu tung bóng cho tớ nha. Nè. Sẵn sàng chưa? Rồi, cậu tung đi. Hai. Bây giờ
mình thử kiếm của cậu đi Su Học, coi chém có mạnh không. Được đó. Đây, bây giờ tớ sẽ tung bóng lên cho cậu chém thử nè. Được đó. Rồi, cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, 1, 2, 3. Cậu chém lại đi. Tôi chém lại nha. Rồi nhá. 1, 2, 3. Cũng không. Có tam gì ba cái. Chém lại lần nữa nha. Rồi, ok. Canh thứ nhớ. Rồi, để tớ cắt cái chuôi nè. Bây giờ dùng hai tay có lực nè. Rồi nhá. 1, 2, 3. Cây kiếm. Rồi để tao đâm đi. Thôi. Cậu giữ đi, cậu giữ đi. Cậu giữ hai tay mày nè. Nổ nào ta. Rồi cậu đâm đi. Rồi bây giờ tao đâm nha. Kiếm của cậu á thì đẹp thiệt á, nhưng mà chém không có lực gì hết trơn á. Đúng rồi đó. Thế hay là tụi mình chơi kiếm của cậu đi. Bây giờ tụi mình sẽ thi chém mong bổng, xem ai chém được nhiều hơn, chơi không? Được á. Mà lực chơi như thế nào vậy Su Hảo? Bây giờ mọi người sẽ chém 5 tải và người nào chém được nhiều hơn á thì người đó sẽ chiến thắng nha. Vậy thì tớ chỗ tài tiếp cho, cậu tung bấm cho tớ nha. Ok. Rồi, vô. Rồi, tớ tung nha. Rồi, tung đi. Wow. 1-0 nghe Su Hảo. Ok, tới lượt tớ nha. Rồi, tớ tung nghe Su Hảo. Rồi, cậu tung lên đây. Sure. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cậu nhắm đi. Hai. Không bẻ nha. Bây giờ tới cậu nha. Tớ tớ nè. Tớ tung lên đi. 1, 2, 3. Wow. Yeah. Đây là lần thứ 3 của cậu nè. Ok, cậu nhắm đi. Bạn này sẽ bẫy nè. Bẫy không? Bẫy. Rồi, 1, 2, 3 nè. Như vậy là hai điều nha. Nhưng mà chắc chắn tớ sẽ không cho cậu gỡ hòa đâu. Vô đi cậu biết. Rồi, đừng có lỗi đi. Rồi chưa? Rồi. 1, 2, 3. Trời ơi, như vậy là hòa rồi. Bây giờ tớ tung nè. Tung đi. Tớ đang nhớ. Rồi. 1, 2, 3. Trời ơi. Bực ghê, như vậy là hòa rồi. Bây giờ lượt cuối cùng mình sẽ trôn cậu ấy mới được. Bây giờ mình sẽ cho bột mì vào bóng nha các bạn. Đây. Như vậy là mình đã cho bột mì xong vào đây rồi nè. Bây giờ mình sẽ bơm căng lên nha. Ok, như vậy là xong rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cột lại nha. Bơm lâu vậy Su Hào? Quả này nó hơi khó bơm xíu. Rồi, cậu sẵn sàng chưa? Tớ chém lực này nữa, tớ thắng luôn nè. Ok. Rồi chưa? Rồi, tung nha. Tung đi. 1, 2, 3 này. Nope. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tay ở đâu? Tôi là ai? Cậu bị tớ trôn rồi. Được lắm. Rồi, bây giờ tớ được tớ nha. Rồi, tớ cậu à. Rồi, rồi. Đây, cậu tung đi nha. Rồi. Bực ghế, Su Hào dám cho bột mì vào bóng cho mình hả? Được rồi, mình sẽ cho lại. Chiến này là hết chạy nghe Su Hào. Rồi. Cậu sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng rồi. Rồi, vô. Vậy tao ném nghe. Cậu tung đi. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. 1, 2, 3. Gì đây? Hóa ra là cậu trôn lại tớ hả? Ai bảo cậu trôn tớ chứ chị? Thôi nhưng mà bây giờ đồ mình dơ rồi. Về tắm đi. Tôi đi về tắm đi.